đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin có bài Đồn là nhà, biên giới là quê hương, Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, đoàn giám sát thành phố Châu Đốc đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A về việc giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đợt 2 năm 2024. Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường Châu Phú A luôn được triển khai thực hiện đồng bộ. Các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh đầu tư các công trình xây dựng phục vụ phát triển sản xuất. Các chương trình văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, dân số, dây vốn tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo, qua kết quả thống kê rà soát trên địa bàn phường, hiện có 9 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,14%. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những khó khăn kiến nghị của phường Châu Phú A trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, định hướng thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, ban pháp chế hội đồng nhân dân phường châu phú b có buổi giám sát khảo sát đơn vị công an phường châu phú b về công tác phòng cháy chữa cháy công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội thời gian qua công an phường đã làm tốt công tác tham mưu cho công an thành phố đảng quỹ quỹ ban nhân dân phường thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn qua đó tiếp nhận 28 tin báo tố giác về tội phạm, Công an phường Bắc lập hồ sơ xử lý hai vụ tàn trữ trái phép chất ma túy, triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Công an tổ chức ra quân bắt quả tang 5 vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền, thực hiện tốt công tác tuần tra trên tuyến đường trọng điểm. Qua tuần tra bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, ngoài ra công an phường còn tham mưu ủy ban nhân dân phường phối hợp các khóm thành lập 14 tổ phòng cháy chữa cháy và 78 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 38 điểm chữa cháy công cộng vận động cơ sở kinh doanh nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh hộ gia đình. Khoảng trên 2.500 hộ tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy tại nhà, đạt tỷ lệ trên 80%. Thông qua hoạt động giám sát để đánh giá tình hình kết quả việc thực hiện các nội dung lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó đề xuất kiến nghị những vấn đề nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Thường trực Thành quỹ Châu Đốc làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành quỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc chủ trì. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của thành quỹ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các cơ quan tham mưu giúp việc của thành quỹ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho thành quỹ. Ban thường vụ, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả trên các mặt công tác kết luận buổi làm việc đồng chí cao xuân bá đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc thành quỹ tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất theo chỉ đạo của ban thường vụ thành quỹ về các nghị quyết và chỉ thị của tỉnh và trung ương bên cạnh đó tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả đồng bộ các quy chế quy định về công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền hoàn thành bổ sung quy hoạch 2025-2030, kiện toàn ban tổ chức đảng bộ cơ sở nhân rộng xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả trên các mặt công tác, tổ chức đối thoại định kỳ, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Hiện trên địa bàn thành phố Châu Đốc có 6 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 5 hợp tác xã hoạt động về lĩnh vực bơm tưới, cung ứng vật tư nông nghiệp, hỗ trợ vốn sản xuất, thu mua nông sản hợp tác xã nông nghiệp phường châu phú a hợp tác xã nông nghiệp phường châu phú b hợp tác xã nông nghiệp cây châm hợp tác xã nông nghiệp kênh 1, kênh 4, hợp tác xã nông nghiệp kênh 4, kênh 7 và một hợp tác xã cây ăn trái dĩnh tế với tổng số là một một trăm xã viên Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã tổ chức kiện toàn chuyển đổi phương thức hoạt động và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều hợp tác xã đã đóng góp khẳng định vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cho các thành viên. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã là 1 triệu 382,786 triệu đồng trên một năm. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 32 triệu đồng trên một năm. Trung bình một hợp tác xã góp phần tạo việc làm cho khoảng 9 lao động tại địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố có 22 tổ hợp tác nông nghiệp với tổng số 795 tổ viên, diện tích 1.142,7 hectare các thành viên tổ hợp tác đều được tập quấn kiến thức về sản xuất rau an toàn kỹ thuật nuôi lương nuôi bò giúp thành viên tổ hợp tác trang bị thêm kiến thức và nâng cao tay nghề áp dụng vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm với phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với kinh tế hộ theo hình thức dịch vụ hỗ trợ giải quyết được nhiều việc làm kinh doanh có hiệu quả thu hút số đông lao động tăng thu nhập cho thành viên người lao động các hợp tác xã đã thể hiện vai trò là cầu nối trong việc tiếp thu hướng dẫn ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất bước đầu triển khai liên kết sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi thương mại dịch vụ nhằm phòng ngừa ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy hàng năm, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu niên phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Châu Đốc đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2025 trên 80% và năm 2030 trên 90% thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tư vấn, khám sàng lọc đánh giá, được giáo dục thay đổi hành vi, điều trị cai nghiện ma túy thích hợp và thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật hàng năm kéo giảm số vụ thanh thiếu niên phạm tội về ma túy so với năm trước. Các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến thanh thiếu niên được đấu tranh triệt xóa kịp thời và không để tái hình thành. Trên 90% số vụ phạm tội về ma túy phát hiện liên quan đến thanh thiếu niên được giải quyết, xét xử theo quy định. Tổ chức đoàn các cấp phát động phong trào thanh niên hưởng ứng tham gia các hoạt động phòng chống ma túy. Các tổ chức đoàn xã, phường, trọng điểm phức tạp về ma túy, xây dựng mô hình phòng chống ma túy, trong đó mỗi năm giúp đỡ hỗ trợ để cảm hóa được ít nhất một thanh thiếu niên sau cai nghiện ma túy hoặc thanh thiếu niên chấp hành xong án phạt tù về tội phạm ma túy, tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định. Ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy cho cán bộ giáo viên học sinh. Đến năm 2025, trên 80% và năm 2030, 100% cán bộ giáo viên được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy để có đủ năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng chống ma túy cho học sinh, kiềm chế tỷ lệ gia tăng tiến tới giảm số lượng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy so với năm trước, bảo đảm quản lý chặt chẽ số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, sau so khi nghiện ma túy theo quy định. Trong những năm qua, Hội nông dân xã Vĩnh Tế đã tập trung thực hiện dự án chăn nuôi bò vỗ béo từ nguồn vốn ưu đãi quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Hội nông dân xã đang quản lý quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 120 triệu đồng. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian qua Hội nông dân đã tích cực tuyên truyền vận động giúp cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân trong quá trình bình xét cho giai hội nông dân đã tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu tham gia giống trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn giống và có điều kiện để phát huy hiệu quả nguồn giống hội còn định hướng cho các hộ gia giống trong việc sử dụng nguồn giống giai đúng mục đích vận động hội viên tham gia các lớp tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất chăn nuôi trồng trọt cán bộ hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ gia giống kiểm tra theo dõi quá trình sử dụng giống của hội viên Góp phần đảm bảo việc hội viên sử dụng vốn đúng mục đích phát triển sản xuất hiệu quả. Hiệu quả của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn đầu tư mở rộng sản xuất chăn nuôi trồng trọt. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn cũng như giải quyết việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người thụ hưởng các chế độ, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc của cán bộ trong đơn vị. Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố và các địa phương đã tích cực triển khai cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kết quả trong tháng 5 đã cập nhật số định danh cá nhân căn cứ công dân là 819 người trên 812 người, đạt 99,76% chỉ tiêu. Xác thực số định danh cá nhân, căn cứ công dân, với dữ liệu quốc gia về dân cư là 667 người trên 859 người, đạt 78,81% chỉ tiêu quý 2 năm 2024. Ra soát hiệu chỉnh cập nhật bổ sung thông tin người tham gia là 4.558 người, ước đạt 151,98% chỉ tiêu quý 2 năm 2024, đạt 75,99% chỉ tiêu năm 2024. Bên cạnh đó, kịp thời triển khai, việc sử dụng căn cứ công dân gắn chip trong khám chữa bệnh, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký VSSID được duyệt sử dụng ứng dụng VSSID là 3.407 người, đạt 112% chỉ tiêu quý 2 năm 2024, đạt 56% chỉ tiêu năm 2024. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp may tăng phí. Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người tham gia và đơn vị sử dụng lao động, hiểu rõ các lợi ích của việc giao dịch trực tuyến và chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng dữ liệu dân cư do các lĩnh vực thuộc bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để cùng đồng thuận, phối hợp trong quá trình thực hiện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Tiếp tục quán triệt viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, coi chuyển đổi số là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 19 tháng 6, Trạm Y tế Phường Vĩnh Quân tổ chức tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn Phường Vĩnh Quân. Tại buổi tuyên truyền đã thông tin cung cấp các kiến thức kỹ năng về sức khỏe sinh sản, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi dậy thì, cảnh báo những hậu quả của việc thiếu hiểu biết về giới tính lứa tuổi hậu quả của việc quan hệ tình dục không an toàn và giải đáp những thắc mắc về các vấn đề liên quan tới sức khỏe giới tính. Thông qua đó giúp cho đoàn viên thanh niên và học sinh nâng cao hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn về sức khỏe sinh sản, sống lành mạnh hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị, An Giang có đường biên giới quốc gia dài gần 100 km nằm trên 5 huyện, thị xã, thành phố, địa hình nhiều kênh rạch, đường mòn lối mở, thuận tiện cho người dân qua lại biên giới, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi để kẻ địch, các đối tượng tội phạm hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vi phạm pháp luật. Vì vậy, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang càng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1963, tỉnh ủy An Giang quyết định thành lập lực lượng an ninh vũ trang và trinh sát vũ trang tỉnh An Giang. Đó là những tổ chức tiền thân của Bộ đội Biên phòng An Giang. Ngày 17 tháng 6 năm 1976, Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang chấp thuận cơ cấu tổ chức số lượng và phiên hiệu các đồn biên phòng. Thời điểm này trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Thành lập chưa được bao lâu, cán bộ chiến sĩ phải đương đầu với thử thách vô cùng khốc liệt cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, Công an Nhân dân Vũ Trang An Giang là lực lượng nổ phát súng đầu tiên báo động cuộc chiến tranh bắt đầu. Trải qua hơn 1.300 ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu biên giới, chiến đấu quyết liệt, lực lượng chiến đấu gần 640 trận lớn nhỏ với đủ hình thức, tiêu diệt và bắt sống hơn 1.000 tên địch, bắt và gọi hàng trăm tên tàn quân phản động, thám báo, thu trên 400 khẩu súng, hàng chục tấn đạn các loại, hàng chục xuồng ghe và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang có 130 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, 67 đồng chí bị thương, bỏ lại một phần xương máu của mình. Sau những trận đánh quanh liệt, xuất hiện nhiều cá nhân chiến đấu dũng cảm, trong đó tiêu biểu là anh hùng liệt sĩ Hoàng Kim Long, chiến sĩ trẻ Phạm Xuân Soạn. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, đồng chí Hoàng Kim Long được đảng nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, các hoạt động của Bộ đội Biên phòng An Giang bước vào giai đoạn mới, với những bước chuyển biến toàn diện và sâu sắc trên tất cả mặt công tác. Đơn vị đã tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh quỹ, quỹ ban nhân dân tỉnh, nhiều chủ trương biện pháp. Trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân dựng chắc, tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở biên giới, xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt các cơ quan đơn vị thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là các hiệp ước hiệp định quy chế khu vực biên giới đất liền việt nam campuchia ngày biên phòng toàn dân tham gia lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt cứu hộ cứu nạn phòng chống dịch bệnh xây cầu làm đường cất nhà sửa trường học thu hoạch qua màu với hàng chục ngàn ngày công cán bộ chiến sĩ tham gia đặc biệt trong các mùa lụt lớn năm 1994 1996-1998 năm 2000-2010-2011 và dịch bệnh COVID-19 năm 2021-2022. Hơn 15.000 lượt cán bộ chiến sĩ tích cực cùng các lực lượng và nhân dân đắp bảo vệ mùa màng cứu vớt hàng trăm người, phương tiện bị nước lũ cuốn trôi, đóng góp ủng hộ tiền quần áo tập sách, gạo trị giá trên 6 tỷ đồng giữa phương châm khôn khéo kiềm chế và mềm dẻo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau dưới sự chỉ đạo của cấp trên bộ đội biên phòng an giang giải quyết tốt các vụ việc trên biên giới mối quan hệ thân tộc dân tộc tôn giáo và việc làm ăn qua lại hai bên biên giới giữ vững tình đoàn kết hữu nghị láng giềng việt nam campuchia đơn vị duy trì hợp đối ngoại định kỳ và đột xuất gặp gỡ trao đổi thông tin với chính quyền lực lượng vũ trang campuchia đối diện phát huy truyền thống anh hùng trong những năm qua với chức năng là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đảng quỹ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ động nhảy bén tham mưu đề xuất cho đảng quỹ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tỉnh quỹ quỹ ban nhân dân tỉnh và trực tiếp triển khai thực hiện nhiều chủ trương biện pháp đổi mới công tác biên phòng đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu gian lận thương mại nắm chắc tình hình quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ban ngành địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn giới thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân để giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, giữ vững và phát huy truyền thống dễ dàng, mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang hôm nay luôn vững vàng ý chí kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bắc Hồ đã lựa chọn, đồng thời chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội và quy định của đơn vị, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, huấn luyện đạt kết quả cao nhất, luôn sẵn sàng chiến đấu, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Đồn là nhà, biên giới là quê hương. Tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thực hiện công tác số quá, sổ đăng ký, hộ tịch thưa quý vị và các bạn, An Giang là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp bắt đầu triển khai năm 2016, nhưng cơ sở dữ liệu điện tử của An Giang đã có từ năm 2023. Phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp bắt đầu triển khai năm 2016, nhưng cơ sở dữ liệu điện tử của An Giang đã có từ năm 2003. Nhờ đó, tỉnh thực hiện tốt công tác số quá, số đăng ký hộ tịch trên địa bàn. Năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tư pháp xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh với hơn 2,5 triệu dữ liệu về khai sinh, khai tử, kết hôn từ năm 1975 đến năm 2003. Cơ sở dữ liệu này mang lại hiệu quả rất lớn cho Sở Tư pháp và các quyền thị xã thành phố trong việc tra cứu, xác nhận, cấp bản sao điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho công dân hiện phần mềm này vẫn được các cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác sử dụng song song với phần mềm dùng chung cho bộ tư pháp qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch và cải cách thủ tục hành chính theo thống kê hiện các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đang lưu giữ trên 15.000 quyển sổ hộ tịch các loại với hơn 3,5 triệu dữ liệu hộ tịch lịch sử cần được chuyển đổi từ sổ giấy sang cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Thực hiện đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của Bộ Tư pháp từ năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện dự án chuyển đổi hộ tịch gồm hai giai đoạn Giai đoạn 1 số quá hơn 1 triệu dữ liệu hộ tịch khai sinh khai tử kết hôn từ năm 2003 đến năm 2015. Giai đoạn 2 số quá trên 2,5 triệu dữ liệu hộ tịch lịch sử còn lại. Đến nay chúng tôi đã số quá xong toàn bộ dữ liệu hộ tịch và đang khẩn trương đưa tất cả dữ liệu này lên cơ sở dữ liệu quốc gia dự kiến kết thúc trong tháng 6 năm 2024. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Tuấn Ngọc khẳng định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai số hóa tại địa phương, thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn dướng mắt. Vấn đề đặt ra khi thực hiện dự án chuyển đổi dữ liệu hộ tịch giai đoạn 2 là tình trạng sổ hộ tịch, đặc biệt là các sổ hộ tịch trước năm 1975 chiếm khoảng 70% số sổ hộ tịch cần số hóa. Tuy nhiên, đa số các sổ này đã xuống cấp giấy mục nát, thông tin hộ tịch trong các sổ này bị hư hỏng, các trường thông tin thiếu rất nhiều so với biểu mẫu hiện tại nên ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ số hóa. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp thường xuyên bị quá tải nên đôi khi công chức hộ tịch không đăng nhập được, xử lý chậm và hay xảy ra lỗi, từ đó ảnh hưởng đến giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân, tiến độ số hóa sổ hộ tịch có khi không đăng nhập được dữ liệu trong giờ hành chính, công chức tư pháp hộ tịch phải nhập hồ sơ hộ tịch và kiểm tra dữ liệu ngoài giờ làm việc làm mất thời gian và ảnh hưởng tới tiến độ xử lý hồ sơ trả kết quả cho người dân. Hiện nay Bộ Tư pháp đang triển khai dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nên tình trạng quá tải xử lý chậm được cải thiện phần nào, tuy nhiên vẫn cần hoàn thiện hơn. Để công tác số quá, số hộ tịch đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Tuấn Ngọc nhấn mạnh, đến thời điểm này, về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã hoàn thành việc số quá dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử. Công việc còn lại phải làm và quyết tâm hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 là kiểm tra, khắc phục các lỗi nếu có của dữ liệu đã số quá, đồng thời đưa cơ sở dữ liệu đã số quá này lên cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ khai thác sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp. Pháp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Theo thống kê đến thời điểm này, ngành tư pháp tỉnh đã đưa dữ liệu đã số quá của tỉnh vào cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp được gần 1 triệu dữ liệu, còn khoảng 1,5 triệu dữ liệu điện tử cần đưa lên cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Tuấn Ngọc cho biết, với số lượng này, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành trong tháng 6 trên cơ sở đề ra một số giải pháp trọng tâm đó là cần tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã và sự đôn đốc hướng dẫn thường xuyên quyết liệt của sở tư pháp phòng tư pháp đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã trong triển khai công việc bởi công đoạn này là công đoạn của công chức tư pháp hộ tịch chúng tôi yêu cầu các địa phương báo cáo hàng tuần đối với những địa phương triển khai chậm tỷ lệ dữ liệu đưa lên cơ sở dữ liệu của bộ tư pháp chúng tôi thông tin cho lãnh đạo cấp quyền và yêu cầu địa phương báo cáo hàng ngày kết quả có quyện lúc đầu chỉ đạt 7% sau một tuần đạt 81%. Bên cạnh đó, khi công chức tư pháp hộ tịch đồng loạt triển khai việc đưa cơ sở dữ liệu đã số quá lên cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp, thì đường truyền có lúc có nơi quá tải, bị chậm, nên Sở Tư pháp thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Cục Công nghệ Thông tin Bộ Tư pháp, trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn về mặt kỹ thuật và chuyên môn để công tác số quá được thuận lợi sở tư pháp cũng phát động phong trào thi đua chuyên đề đối với nội dung đưa dữ liệu lên cơ sở dữ liệu của bộ tư pháp đồng thời phối hợp sở thông tin và truyền thông đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu giữa cổng dịch vụ công hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung cho bộ tư pháp đối với thủ tục đăng ký hộ tịch còn lại khai sinh kết hôn khai tử đã kết nối không để tình trạng công chức phải nhập dữ liệu nhiều lần Quý vị và các bạn thân mến, phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của thanh niên, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Những tháng đầu năm 2024, đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Mỹ đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tăng cường đoàn kết, khơi dậy được sức trẻ, nhiệt quyết, tinh thần sung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng phường văn minh đô thị. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài Đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Mỹ xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phường đoàn Dĩnh Mỹ đã tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ sung kích bảo vệ Tổ quốc. Phường đoàn Dĩnh Mỹ tổ chức ra quân ngày Chủ nhật Xanh lần thứ hai năm 2024 với các hoạt động như xóa biển quảng cáo, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho người dân trên địa bàn. Có 17 đoàn viên tham gia và phát 200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng kết hợp trạm y tế, hội đoàn thể ban khóm trong toàn phường ra quân vệ sinh môi trường diệt lăng quang phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại khóm Mỹ Thành, thực hiện chương trình ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2024, phát 30 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức gian hàng bán hàng rong phát trên 200 phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đoàn viên thanh niên phường tham gia thực hiện mô hình ngày không hẹn và ngày không giết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Quỹ ban nhân dân phường đã giải quyết được 60 hồ sơ. Các chi đoàn khóm cùng ban bảo vệ dân phố, công an quân sự phường tổ chức tuần tra trên địa bàn được 65 cuộc với 173 lượt đoàn viên tham gia, qua đó góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Với phương châm ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo. Phương đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động định hướng đoàn viên thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong từng lĩnh vực, từng đối tượng, khuyến khích đoàn viên thanh niên mạnh dạn phát huy sáng kiến, cải tạo kỹ thuật. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho hai hộ dây vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 80 triệu đồng. Qua chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ châu đốc đồng loạt ra quân thực hiện tháng thanh niên 2024, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 tháng 3 biên giới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1980, 19 tháng 5 năm 2024, thảo luận về các quyển sách về Bác Hồ tại trường trung học cơ sở Phạm Hùng có 450 em học sinh tham gia. Phương đoàn Dính Mỹ đã đẩy mạnh phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó tăng cường truyền thông về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, ra quân hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024. Tháng 3 biên giới đồng loạt triển khai công trình mỗi đoàn viên một cây xanh, mỗi cơ sở đoàn một công trình xanh, tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931 26 tháng 3 năm 2024. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 19 tháng 5 năm 1980, 19 tháng 5 năm 2024, hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị Giang Minh, ra quân ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động trồng cây, vệ sinh các tuyến đường chính của phường, bóc xóa quảng cáo, rao giặt sai quy định, tổ chức cho đoàn viên thanh niên thu gom rác thải nhựa, túi ni lông tại các khu dân cư, thực hiện các công trình phần diệt thanh niên, tu sửa, chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên, khu tưởng niệm mộ 47 liệt sĩ khuyết danh, ra quân lập lại trật tự lòng lề đường trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Với lòng nhiệt quyết tinh thần hăng hái của sức trẻ, những việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Mỹ đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm cứ vào tháng 6, những người làm công tác báo chí lại hân hoan đón chào sự kiện quan trọng của nghề báo, đó là kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Những người làm báo bồi hồi tưởng nhớ bác Hồ kính yêu vì lãnh tụ của đảng, dân tộc ta, nhà báo cách mạng vĩ đại và cũng là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Cách đây 113 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc này mang tên Nguyễn Tất Thành bắt đầu cuộc hành trình bôn ba ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Sự nghiệp bích mạng của người đã khởi đầu bằng việc đọc báo, học viết báo và làm báo. Năm 1922, bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, cùng một số nhà yêu nước lập ra tờ báo Liberia. Người cùng khổ làm cơ quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc cũng là chủ nhiệm kim chủ bút của tờ báo người còn gửi báo về Việt Nam tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, bác luôn đề cao nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục và tự coi tuyên truyền giáo dục là hoạt động không mệt mỏi của mình. Trong công tác tuyên truyền, bác đã sớm thấy báo chí có vai trò rất quan trọng là mũi nhọn sắc bén nhanh nhạy của vũ khí tuyên truyền. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã ra số đầu tiên. Báo Thanh Niên là vũ khí tuyên truyền chủ nghĩa Mark lênin vào Việt Nam, tạo bước chuyển biến rất quan trọng về mặt tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, đồng thời tập hợp lãnh đạo nhân dân làm nên cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cùng với sự lớn mạnh của cách mạng, báo chí cũng không ngừng phát triển trưởng thành, trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc ta, nhiều thế hệ nhà báo không ngại gian khổ hy sinh, có mặt khắp các mặt trận, kịp thời thông tin phản ánh khí thế, tinh thần chiến đấu anh dũng, động viên cổ vũ quân và dân ta đoàn kết đánh giặc. Báo chí Việt Nam cũng góp phần dệt nên tám chữ vàng trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc rạng danh quê hương giàu truyền thống cách mạng. Hòa bình lập lại báo chí tỉnh nhà tiếp tục xung kích trên mặt trận tư tưởng cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân khai quang phục quá tiến công khai phá dùng An Giang và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Báo chí tỉnh nhà phát huy vai trò đi đầu tuyên truyền chủ trương của đảng bộ tỉnh trong cải tiến phân phối lưu thông, thu hút đầu tư xây dựng đời sống văn hóa, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến. Ở chiều ngược lại, báo chí góp phần phản ánh nguyện vọng mong muốn bức xúc của nhân dân đến các cấp quỹ đảng chính quyền để lãnh chỉ đạo điều hành chính sách kịp thời hiệu quả, sát tình hình thực tế đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc báo chí an giang không ngừng lớn mạnh khẳng định bản sắc báo chí tỉnh nhà trong cơ chế thị trường và công cuộc chuyển đổi số đội ngũ người làm báo luôn nỗ lực học tập nâng cao nghiệp vụ giữ gìn đạo đức nghề báo tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại không ngừng nâng chất nội dung đổi mới hình thức thể hiện xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch nhất là những thông tin sai trái trên internet mạng xã hội trên báo an giang đã kịp thời phát hiện cổ vũ những gương điển hình người tốt việc tốt góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp Bác Hồ đã nói, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Những người làm báo luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh ý nghĩa dễ dàng nhưng cũng vô cùng gian nan đó. Trước những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và biến chuyển của thời cuộc, những người làm báo tự hứa với lòng sẽ phát huy truyền thống bút sắc lòng trong tâm sáng, tiếp tục phò chính trừ tà, làm cầu nối giữa đảng chính quyền với nhân dân, lan tỏa truyền cảm hứng, thực hiện phương châm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng cường thịnh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.